Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài số 5 về hình linh trụ, hình hình hộp đúng không nào? Và cái phần định nghĩa và cái tính chất của nó thì chúng ta đã nắm rất là rõ rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập chúng ta nha. Ở trong đây nó có 3 bài và các bài của nó nói chung là cũng khá là nhiều câu. Đây, chúng ta đi xem ở cái bài số 1 này. Cho cái hình hộp ABCD và A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Khi mà người ta đã cho các em hình hộp á, nghĩa là chúng ta sẽ vẽ các cái đáy của nó, đó chính là hình gì em? Hình bình hành. Và các cái mặt của nó cũng sẽ là hình bình hành. Em hiểu nè. Ở đây thầy sẽ vẽ cho em để em thấy nha. Tại vì trong clip trước nói chung là thầy do bị bệnh nha, thầy dạy tốc độ cũng khá là nhanh. Thực sự là các em là như vậy. Do là bị viêm mũi mà ngồi mà nước mũi nó chảy mấy em, cực kỳ mệt. Nên là mong các em thông cảm. Nhiều lúc cái sức khỏe được em nó phải đảm bảo, nó phải đảm bảo được em nha. Như vậy ở đây bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình bình hành ABCD. Cứ nhớ nè, vì cái nét ở phía trong này lúc nào, tại vì phía trên nó giống xuống này, thì cái nét này lúc nào nó cũng là nét đứt này. Cái nét này là nét gì em? Nét liền này. Nét này là nét gì? Nét đây, từ đây chúng ta giống ở bên đây, thì đây chính là nét gì? Nét liền này. Khi chúng ta nhìn hai cái cạnh hai bên này là cạnh đáy này là nó sẽ chúng ta sẽ thấy này. Đây, tiếp tục trong thì cái nét ở phía đây là chỉ là nét đứt, hiểu không? Kinh nghiệm vẽ các em, cho một số người không biết ngồi vẽ, không biết ngồi vẽ thì không đúng không, nghĩa là không thể nào làm bài tập được. Rồi ok, đây thầy ký hiệu này, đây chính là mặt đáy này, A B C D. Bây giờ chúng ta sẽ giống lên này, chúng ta sẽ giống từ đây, chúng ta giống lên, nhìn này, coi thầy vẽ cái nét đây, nét đứt hay nét liền này, cạnh này thấy này đúng không? Từ đây này chúng ta sẽ đưa thước qua bên đây, đây nhớ phải căn nó song song này, căn song song này, đây đây chắc chắn là nét đứt này, tại vì chúng ta không thể nào nhìn thấy bên trong được. Sau đó cái cạnh này này chúng ta đưa thước này, thầy vẽ rất chậm cho một số người vẽ không ra, các em không ra được cái hình hộp, chứ không phải giỡn đâu nha. Cái thằng này nét liền là nét liền này, chắc chắn là cái này chúng ta thấy này đúng không? Đấy, giờ thầy vẽ nó hơi lố. Ở trong sách vở của chúng ta ấy, là nó có cái ô chúng ta canh rất là dễ, do đây là thầy giấy A4 nên canh rất là khó nha. Rồi ok, ở đây tiếp này, từ đây, từ chỗ này này chúng ta giống lên chỗ đây, đây nhìn thấy không, đây chắc chắn là nét liền này. Từ đây chúng ta phan qua này. Từ đây ta qua đây, đó thấy chưa, chắc chắn là nét liền. Em thấy bây giờ ra cái khung đó, thấy chưa? Rồi ok, bây giờ ở phía trên này thì từ đấy, từ D này, từ DC này chúng ta đưa lên, ta đưa lên đây, đây 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 đó, song song. Em hiểu không? Đấy, như vậy thì đây sẽ là nét liền này, nét liền này. Đấy, từ đây chúng ta đẩy qua đây, thấy chưa? Đẩy ở đây và chắc chắn là cạnh đây chúng ta chỉ việc nói là xong. Ok, đây này, đó, đây là nét liền luôn này. Ra chưa? Hiểu chưa? Hiểu cách vẽ chứ không rồi. Nó quả ông thầy dạy hình mà sao ổng có vẽ cái hình nào mà chả biết cái cách vẽ hình hộp như thế nào. Vâng, chúng ta phải canh nó phải song song và bằng nhau. Rõ chứ nè. Như vậy đây là A thì chẳng thằng này chỉ là A phẩy này. Ở đây B thì đây B phẩy, C phẩy và đây chính là D phẩy. Rồi, ở đây người ta yêu cầu em chứng minh gì đây em? Chứng minh rằng cái mặt ACB phẩy đâu rồi, AC cái nào, ACB phẩy đây. Chúng ta nói là AC thì chắc chắn là gì? Đây chính là cái nét đứt này, được chưa? Cái trong này nét đứt, còn phía cái mặt bên này này chắc chắn là nét gì? Nét liền này, chúng ta thấy cái cạnh này này. Đấy, còn từ A mà phán lên trên đây á thì nó chính là gì? Nét đứt này. Từ từ nè, A với B phải nó nằm trong một mặt phẳng, chắc chắn là nét liền, liền 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 chứ không phải đứt liền. Đó, thấy cái mặt nhìn chưa? Nếu nó cùng nằm trong mặt phẳng thì chắc chắn nó sẽ nét liền, em chúng ta sẽ thấy. Còn cái anh mà anh AC này nằm phía bên trong mặt đấy thì người ta không thấy gì thôi,
Được chưa? Tiếp tục, nó sẽ song song với mặt nào? A như đây, A phẩy C phẩy D, A phẩy C phẩy, A phẩy C phẩy thì chắc chắn cái này là nét nét liền này, tại vì chúng ta thấy này. D đâu? D đây, em thấy D đây không? D ở đây thì nó phía bên trong thì nó chính là nét đứt nè. Đó, thằng này ra và thằng này ở phía bên đằng sau thì nó là nét đứt nè. Đó, các em thấy chưa? Người ta yêu cầu các em chứng minh hai cái mặt phẳng này là song song. Thì theo cái nội dung của định lý 1 của cái bài số 4 ấy, mà để chứng minh hai cái mặt phẳng này song song ấy, thì chúng ta phải, đây, thì nhắc lại này, để chúng ta chứng minh cái mặt phẳng B song song với mặt phẳng Q, đúng không? Thì ở đây là B và đây là Q, thì ở đây chúng ta cần phải chứng minh cái mặt phẳng B này nó tồn tại hai cái đường thẳng, hai đường thẳng nó cách nhau, và hai đường thẳng này nó song song với Q mà nó cách nhau tại một điểm ở đây, thì khi đó chúng ta sẽ suy ra B sẽ song song với Q. Em hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy hai thằng nào song song và cách nhau của cái mặt phẳng này so với mặt phẳng kia, mà cái mặt phẳng này nó chứa hai đường thẳng đó, thì chúng ta sẽ chỉ ra cho thầy. Rồi chúng ta suy nghĩ và thấy thế nào, các em nhìn thầy hai mặt này, tại vì ở đây người ta đã cho các em hình hộp, mà theo tính chất hình hộp thì hai cái mặt đáy của nó sẽ song song với nhau. Hai mặt đáy song song nghĩa là ở đây chúng ta sẽ chứng minh được là gì, cái anh A phẩy C phẩy, kênh thang A phẩy C phẩy sẽ song song với AC, tại vì A phẩy C phẩy thì nó nằm ở trong cái mặt A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy, còn anh AC thì nó nằm ở trong cái mặt A B C D, mà hai cái mặt này nó lại song song với nhau tại vì nó là hình hộp, nên từ đó chúng ta suy ra A phẩy C phẩy sẽ song song với AC. Một cái được chưa? Chúng ta cũng cũng căn cứ vào cái này, căn cứ vào cái này. Tại vì ta mới chỉ có dự kiện này chính là hình hộp thôi, mà hình hộp thì hai cái mặt đấy nó sẽ song song với nhau. Chúng ta có gì nữa em? Đó chính là có cái này này, đó chính là có cái anh nào em nhìn nhìn ra cho bạn nào biết, đó chính là có cái anh AB phẩy này. Em thấy AB phẩy không, là cái mặt này này. Em đang thấy AB phẩy mà AB phẩy sẽ song song với gì các em? Ừ. Đó chính là nó sẽ song song là D C phẩy. Đó, hai thằng này song song. Hai này song song. Nên từ mà hai thằng này em thấy là AB phẩy song song với thằng này. Thằng này song song thằng này, mà em thấy AB phẩy và AC, AB phẩy và AC thì cách nhau tại đâu? Cách nhau tại A. Có đúng không? Cách nhau tại A. Mà hai thằng này nó song song với tương ứng hai này, nên cái mặt phẳng này sẽ song song mặt phẳng này. Sao? Cách chứng minh của chúng ta là như vậy. Được chưa? Ok. Nói chung cái câu này thì dễ chứ không khó. Ở câu A này, ở câu B người ta yêu cầu em là gọi G1, G2 lần lượt là giao điểm của BD phẩy với các cái mặt AC B phẩy và A phẩy C phẩy D, chứng minh rằng G1 G2 lần lượt là trọng tâm của hai tam giác này, của hai tam giác tương ứng với hai mặt phẳng này này. Mà để chứng minh nó trọng tâm nghĩa là chúng ta cần phải đi chứng minh cái tỷ lệ, thường là chúng ta sẽ đưa về cái tỷ lệ để em chứng minh nghe, cái tỷ lệ ở trong cái tam giác để mà chứng minh nó trọng tâm, ví dụ ABC để chứng minh AM, ở đây là G, thì chúng ta thường sẽ chứng minh là AG chia cho AM sẽ bằng tỷ lệ, đây là 2 phần 3. Đó, chúng ta thường áp dụng này để các em đi chứng minh nó là trọng tâm này. Thì chúng ta phải chứng minh là AM này là đường gì? AM này chính là đường trung tuyến. Mà đường trung tuyến giao của các đường trung tuyến thì nó sẽ là ra trọng tâm. Các em hiểu chưa? Tí thầy sẽ đưa cho em cái bài chi tiết để em xem. Cố gắng vượt qua những cái bài này nha em. Thực sự các em đừng lo quá lo. Không không phải lo quá nhiều nếu chúng ta không làm được những câu này. Tại vì khi chúng ta thi trắc nghiệm thì nó không có khó như thế này đâu các em. Được chưa nào?
chứng minh rằng là BG1 bằng G1, G2 và bằng D'G2. Đó nè. Thì để chứng minh cái này thì thông thường chúng ta cũng sẽ dựa vào cái trọng tâm ở cái câu trọng tâm ở câu B này. Khi chúng ta chứng minh G1 và G2 xong rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra các cái tỷ lệ tương ứng. Nói về phương pháp nha, chúng ta sẽ suy ra các cái tỷ lệ tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ lập các tỷ lệ này tương ứng bằng nhau và chúng ta sẽ suy ra thôi. Ta suy ra được điều này này, dựa vào cái chỗ trọng tâm của câu B chúng ta chứng minh này. Từ trọng tâm này chúng ta suy ra tỷ lệ các cặp, tỷ lệ cặp. Hiểu chưa? Đấy. Phương pháp chúng ta là như vậy. Thì giờ thầy đưa ra cái em ở cái bài giải chi tiết em nhé. Câu A kia. Câu A cái hình vẽ này. Bài này tương đối khó em nha, tương đối khó, nhưng mà nói về phương pháp thì thầy đã trình bày để chúng ta nắm. Khi gặp những như thế thì chúng ta cần phải làm như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta chứng minh hai cái mặt phẳng song song thì chúng ta phải đi chứng minh cái gì? Đấy, chứng minh một mặt phẳng nó chứa hai cái đường thẳng mà nó song song, đồng thời hai đường thẳng này song song mặt phẳng kia, là hai đường thẳng này nó cách nhau tại một điểm, thì chúng ta kết luận hai mặt phẳng đó nó sẽ song song. Nhớ là như vậy. Cái phương pháp nó quan trọng em. Đó. Rồi chúng ta bấm dừng video lại để em ghi chép em nha, đầy đủ trên màn hình rồi đấy. Ở câu B các em, ở câu B chúng ta vẽ là cái hình thêm đó. Em lấy đây G1 này, G2, em lấy cái trung điểm đó. Được chưa? Còn nữa các em, ở câu B này, câu B tiếp theo này. Đó. Đó. Ở đây là DO là đường trung tuyến và chúng ta có cái này. Có tỷ lệ này chúng ta suy ra G2 chính là trọng tâm này. Ta có câu C nha. Được chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 2. Kiếm thấy bài số 1 dài khiếp không em? Dài ha. Khó, thầy nói khó chứ không phải dễ. Ta đi sang ở bài số 2. Rồi, ta đi sang bài số 2 này. Ở đây người ta lại tiếp tục cho em cái thằng hình hộp đúng không? Hình hộp. Hình hộp thì nãy thầy đã vẽ cho em ở đây. GMN BQ lần lượt trung điểm. Thông thường trung điểm thì trong đầu của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới đó chính là đường gì em? Đó chính là đường trung bình. Nhớ nha. Mà đường trung bình đó, thì thầy đã phân tích và chỉ với em rồi. Đường trung bình sẽ song song và bằng 1 phần 2 của cạnh thứ ba đó. Của các cạnh này. Chứng minh rằng ở đây. Như vậy thì này phải vẽ lại nghe. Phải vẽ lại. À. Cái thầy vẽ nhanh nha. Thầy vẽ nhanh xíu để mà thầy hướng dẫn nghe nha. À. Cạnh này là chắc chắn là sẽ ấy này. Cạnh này thấy này, cạnh này không thấy này. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ nối lên ở đây. Cạnh này chắc chắn cũng sẽ không thấy này. Ở đây chúng ta vẽ song song. Ok. Được chưa? Vẽ không đuối cho em. Trước hết cho. Vì đại khái để mà thầy hướng dẫn thôi, chứ còn bài giải chi tiết thì thầy sẽ đưa cho các em. Em chép, em xem. Rồi, ta hình dung vậy. Được chưa nào? Ở đây là A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy này. Rồi M, N, B, Q lần lượt là trung điểm. M là của B, C. Đây M này. A phẩy. Đây N này. B là của C phẩy D phẩy. C phẩy D phẩy. C phẩy D phẩy đây. Đây chính là B. A D phẩy. A D phẩy ở trong đây kia. Bắt buộc ở đây chúng ta phải nói lại. Đây chính là gì? À, đây chính là
Q đúng không? Ở đây người ta yêu cầu em chứng minh là gì đây? NQ sẽ song song R phẩy D phẩy và NQ bằng 1/2. Ồ, cái này thì nó chính là đường trung bình thôi. Đấy. Chúng ta nối lại hai này lại thì cái thằng NQ này đó chính là đường trung bình. Câu A này quá dễ. NQ là cái đường trung bình, đường trung bình của cái tam giác. Đó chính là tam giác A phẩy D phẩy đúng không? A phẩy D phẩy. Từ đây chúng ta suy ra NQ sẽ song song với A phẩy D phẩy và NQ sẽ bằng 1/2 A phẩy D phẩy. Cái này không không có gì bàn cãi cả. Câu A này thì quá dễ rồi. Đó hiểu không? Ở câu B này người ta yêu cầu hỏi cái em là tứ giác MNQC là hình bình hành, chúng ta cần phải chứng minh cái này. N NM ơi NMQC đây. Đây chính là hình bình hành. Em thấy thế nào? Đây chính là hình bình hành thì như vậy thì ở đây á chúng ta thấy này. Để chứng minh hình bình hành thì để một tứ giác mà về hình bình hành thì thông thường ta sẽ chứng minh một á. Nó có thường là có ba cách. Một là chứng minh cái cặp cạnh đối của nó. Các cặp cạnh đối nó sẽ song song với nhau. Nghĩa là ở đây chúng ta chứng minh thằng này song song thằng này rồi thằng này sẽ bằng thằng này là một cách. Cách thứ hai, chúng ta có thể chứng minh thằng này song song thằng này chứng minh song song thằng này. Cách thứ ba để chứng tỏ là chúng ta phải chứng minh là thằng này bằng thằng này và thằng này bằng thằng này. Hiểu chưa? Có ba cách như vậy. Như vậy đối với bài này thì chúng ta lựa chọn cách nào sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của đề bài ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Chúng ta thấy AD có song song với cái này này, AD thì song song với gì? Song song với lại A phẩy D phẩy. Đúng không? Đúng chưa? Mà thằng này sẽ song song với BC. Mà thằng này song song với BC. Mà trong khi đó NQ hồi nãy em đã chứng minh là nó sẽ song song với A phẩy D phẩy thì chứng tỏ nó sẽ song song với MC. Nên từ đây chúng ta suy ra là thành lỗi NQ nhé. Từ đây chúng ta suy ra NQ sẽ song song với MC. Chúng ta có một yếu tố này. Có một yếu tố. Được không? Mà hồi nãy chúng ta cũng đã chứng minh cái thằng này sử dụng yếu tố này. NQ của chúng ta sẽ bằng 1/2 A phẩy D phẩy. Trong khi đó MC em thấy MC M thì chính là trung điểm của BC. Em mà cái hình này là hình bình hành chứng tỏ BC thì sẽ bằng AD. Thì chứng tỏ MC của chúng ta cũng sẽ bằng 1/2 gì? A phẩy D phẩy. Nên từ đây chúng ta cũng suy ra MQ cũng sẽ bằng với MC. NQ thì xin lỗi. NQ sẽ bằng MC. Như vậy ở đây chúng ta có hai. NQ song song với MC và NQ bằng MC nên từ đó chúng ta suy ra NMCQ là hình bình hành. Xong. Vậy thôi. Câu A, câu B các em thấy dễ không? Dễ đúng không? Đấy. Ok. Rồi. Xong câu A, câu B nha. Hiểu chưa? Nghĩa là ở đây cái hình bình hành này thì để chúng ta chứng minh tứ giác này, hình bình hành ta chứng minh là cái cạnh này NQ sẽ song song với lại MC và NQ sẽ bằng MC. Dựa vào câu A này chúng ta có cái này này. Và chúng ta dựa vào cái hình học. Hiểu chưa? Tiếp tục. Người ta yêu cầu các em chứng minh MN MN song song với cái mặt phẳng AC D phẩy. AC D phẩy rồi. AC D phẩy. Chúng ta nói cái mặt phẳng này đâu. Phẳng này thì chắc chắn là đây là nét đứt rồi. Hiểu không? Cũng không nhanh lắm đúng không em? Miễn sao ta hiểu được bản chất mà ta trình bày là được. Rồi, ok. Để chứng minh một đường thẳng song song một mặt phẳng thì chúng ta sẽ chứng minh cái đường thẳng đó nó song song với một trong các cái cạnh hoặc là có một cái đường thẳng nó chứa ở trong cái mặt phẳng đó thì nó sẽ song song mặt phẳng đó. Thì em thấy MN này, MN này nó sẽ song song với cái gì em? Đó chính là CQ. MN nó song song với CQ mà CQ thì nó có phải thuộc
cái mặt phẳng đó chính là AC, ACD phải không? Nên từ đây chúng ta suy ra MN sẽ song song với mặt phẳng này. Cái câu C rất là dễ nha. Đó các em thấy không? Hồi nãy tại vì chúng ta đã chứng minh MNQC là hình gì? Là hình bình hành. Nó đã là hình bình hành thì chắc chắn là cặp cạnh đối của nó sẽ song song với nhau. Nghĩa là MN sẽ song song với CQ. Các em hiểu không? MN song song với CQ. Mà CQ nó lại thuộc, nghĩa là nó nằm trong cái mặt phẳng ACD phải. Nên từ đó chúng ta suy ra MN sẽ song song với CQ. Mà MN song song CQ thì chứng tỏ MN này sẽ song song với mặt phẳng ACD phải. Xong câu C. Hiểu chưa? Rồi xong ABC rồi đó. Câu D. Ở đây người ta yêu cầu em chứng minh cái mặt phẳng MNB. MNB chúng ta nói là giờ bắt đầu cái hình của chúng ta nó rất là phức tạp rồi. Tới câu D rồi thì là ta nói em là cực kỳ phức tạp rồi. MNB song song với cái mặt phẳng đó chính là ACD phải mà người ta vừa mới chứng minh. Thì thông thường ấy, để chứng minh mà hai mặt phẳng song song thì nó giống như ở cái bài số 1 của cái câu A, là chúng ta phải đi tìm hai cái đường thẳng đó nó phải song song và cách nhau của cái đường thẳng này. Đó chính là cái thằng nào em? Đó chính là thứ nhất, là đó chính là của MN. MN này. Đúng không? MN nó, chúng ta đã biết MN nó đã song song với thằng nào. Hả? MN là thuộc của cái mặt phẳng MNB, nó song song với CQ. Có đúng không? Và đồng thời chúng ta cũng có cái gì? B gì? MN song song CQ và chúng ta có BM. Thì em BM song song cái gì? Đó chính là gì em? Chúng ta nên nói cái anh DB này lại này, cái này DB này lại thì nó tạo thành giao điểm, đây là O. Đúng nào? Đó chính là cái anh D phải O này này. Đây em, đó chính là cái D phải O này. BM sẽ song song với D phải O này. Đó. Mà cái anh D phải O này nó lại thuộc ở trong mặt phẳng là D phải AC. Nghĩa là AC D phải này. Nên từ đó mà hai thằng này nó cách nhau tại một điểm, nên hai mặt phẳng này sẽ song song với nhau. Đó. Hiểu chưa? Rồi. Chúng ta sẽ có cái bài chi tiết này. Câu A thì quá dễ rồi, câu A thì cực kỳ dễ. Câu A thì nó là đường trung bình là xong. Đường trung bình thì nó song song là bằng 1/2 của A phẩy D phẩy này. Đúng chưa? Đó là xong câu A nha, chúng ta có thể bấm video dừng lại để chúng ta ghi chép nha. Ở câu B. Đây em. Mọi cái thầy vẽ lại cái hình để chúng ta thấy rõ đúng không? Đấy. Đó là hình bình hành này. Chúng ta chứng minh NQ nó bằng MC và NQ song song MC. Ok. Quá ok các em thấy nào không? Rồi. Thầy giảng một. Chúng ta hiểu rồi, nhưng mà khi mà chúng ta trình bày tự luận nó là phức tạp em. Tự luận chúng ta phải có câu kéo các kiểu ha. Đây. Câu C này. Để câu C đây. Được chưa? Đó chính là NM. NM này song song với CQ mà CQ lại thuộc cái mặt phẳng AC D phẩy, nên từ đó chúng ta suy ra MN song song với mặt phẳng ACD phẩy. Rồi, câu D. Câu D ở đây chúng ta nói khá là nhiều đường em. Trong đó chúng ta phải nói cái đường DB để tạo thành O, ở đây là trung điểm này. Chúng ta nói lại là xong. Câu D em. Tới đây chưa xong, còn đoạn xíu dưới đây rồi. Đó, nói xuống bên dưới, giờ nó hợp cái sách này. Quyển sách, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng là bài số 3 các em nha. Bài số 3, thầy sẽ quay trong clip này luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 3 các em. Bài số 3. Cho hình lăng trụ tam giác. Thông thường thì chúng ta hay học về hình hộp đúng không? Hình hộp, bây giờ tới hình lăng trụ này.
Thầy sẽ vẽ hình lăng trụ cho các em xem. Hình lăng trụ tam giác thì rất là dễ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đấy ra trước nha, do nó học cái sách nên thầy sẽ đưa lên đây để thầy vẽ cho các em xem. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ vẽ một cái đấy ở tam giác trước. Thì cái cạnh này này, và cạnh này thì thông thường kinh nghiệm vẽ là chúng ta phải vẽ nét liền nha. Còn phía bên trong này nó sẽ là nét gì em? Các em, đó chính là nét nét đứt. Đó. Ok. Chúng ta đừng có vẽ thẳng đứng lên lên như thế này cũng được, chứ không phải là không 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 được, nhưng chúng ta nên vẽ xéo xéo để chúng ta thấy được các cái cạnh của nó ấy, cho nó rõ. Hiểu không? Các em muốn vẽ đứng lên như này cũng được, mà vẽ xéo này cũng được, không sao. Nghiêng nghiêng xíu để cho nó thấy rõ cái cạnh. Đó. Nét liền này, rồi bây giờ đưa từ đây này, nhìn này. Từ cái chỗ đây đúng không? Thầy sẽ di chuyển tới cái đỉnh này để mà vẽ cho nó song song á. Đây. Di chuyển cái thước cho nó ok các em nha. Hiểu chưa? Nét liền này. Từ đây này. Từ đây chúng ta đưa lên này. Rồi đưa lên tới đây luôn đây. Để cho vẽ cái lăng trụ cho to to cho nó sướng cái đời. Rồi, nối thằng này lại. Rồi, được chưa? Từ đây qua đây này. Từ chỗ đây ta giống qua đây, cứ vẽ từ từ từng bước như vậy nó ra các em. Đó, hồi nhỏ những cái hình hộp với lăng trụ này vẽ nó ra các em, lúc nào nó cũng meo xẹo á, tại vì không có biết cái nguyên tắc vẽ như thế nào để cho nó ra cái hình hộp và cái hình lăng trụ này. Mỗi lần mà ông thầy cô hay bạn nào mà vẽ được cái hình hộp này thì nói với em là thực sự là nó một cái gì đó là nó rất là ghê gớm, không? Nhưng mà lớn học đi học rồi á, vẽ được hình hộp và hình lăng trụ này là sướng lắm em. Đó, hồi trước là vỉa thầy nói sao mà mấy đứa nào vỉa sao mà giống như miếng bánh, giống một cái miếng bánh kem mà nhìn nó ngon nha. Mà thời kỳ của thầy không có bánh kem đâu các em, là giống như cái bánh gato coi trên phim hoặc các kiểu, chứ thời kỳ đó nó nghèo khổ lắm lần. Mà hồi đấy thầy nhớ không nhầm là cứ vỉa này này, thầy nhớ vỉa hình hộp ấy, cứ vỉa xong nó meo xẹo như thế nào đấy, nó chả ra được cái hình hộp. Đấy là kỷ niệm mà thầy nói với em là không phải là dốt, mà gọi là hồi đó không có cái phương tiện, mà không có điều kiện để học hành giống như bây giờ. Đa số chủ yếu là tự học, nói chung đi chơi chứ học hành gì em. Đi bắt cua, bắt ếch, rồi đi câu cá, rồi đi thả diều, tùm lum chứ không có học. Hồi thời kỳ đấy không có học giống như bây giờ đâu. Bây giờ thầy thấy con nít thì con học quá, học em mới cái lớp 1 mà mang cái cặp gì mà thù lù nặng to tướng á, cả 5 kg ở trên lưng á, lớn sao nói. Nên cái tuổi thọ trung bình của con người của mình bữa nay giảm lắm em. Thầy thấy sống tới 60 tuổi là thấy ok rồi. Bữa nay ung thư, tai nạn, rồi các loại bệnh, các kiểu, người ta nói đi bệnh viện là đông nghịch luôn. Đó. Nên là chúng ta phải nhìn nhận thế. Học thì vẫn phải học, nhưng mà nói chơi thì cũng phải chơi. Thực sự như thế. Không phải thầy bày nha, nhưng mà mình cũng phải dành thời gian cho bản thân. Thể dục, thể thao, rồi đi chơi với gia đình, rồi các kiểu. Chứ không phải cứ đâm đầu vô học biết. Cái tuổi thanh xuân của mình, cái kỷ niệm của mình nó không có là cũng không được. À, chơi quá thì cũng không xong, chơi quá thì học là dốt, dốt thì tương lai lại mù mịt, đó, nó nghiệt như vậy. Nên chúng ta phải cân bằng, hiểu chưa nào? Cân bằng sao cho nó hợp lý là được. Chứ không phải ở đây thầy nói thầy ngồi như vậy thầy bày nghe em, đừng học nữa mà đi chơi không phải đâu. Chúng ta tự hiểu lớn rồi, ha, lớp 11 rồi. Rồi tiếp tục. Ok. Trở lại vấn đề nha. Lâu lâu thầy có tâm sự thầy tuôn ra như vậy nghe, chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên thầy tuôn ra đâu. Ví dụ nói cái bánh kem này thực hiện không có thầy mới tuôn như vậy đó. Gọi EF lần lượt là trung điểm của các cạnh AC. AC là E đúng không? AC đây, E này. F. F đâu? F là của thằng nào? A phẩy B phẩy đây. Cứ trung điểm thì thường là mình cũng nhớ tới cái đường trung bình, nên trung bình. Chứng minh rằng EF song song với cái mặt phẳng BC, C', B'. Chúng ta sẽ nói EF là chắc chắn là đường này là nét đứt rồi này. Nó song song với cái mặt phẳng nào vậy em? Đó chính là song song mặt phẳng phía bên này này. Đó chính là BC, C', B' này. Thì ở đây chúng ta thấy nó có song song không? Để chứng minh một đường thẳng mà nó song song mặt phẳng này thì chúng ta phải tìm ra phía bên trong mặt phẳng này này, nó có một cái đường thẳng nào đó mà nó song song với đường thẳng này, hay nói cách khác là đường thẳng này nó phải song song với một cái cạnh nó nằm trong mặt phẳng này, thì từ đó chúng ta mới suy ra được cái thằng đường thẳng này song song với mặt phẳng này. Ta phải hiểu nguyên tắc như vậy, em hiểu không?
Như vậy nếu như như này chúng ta nhìn mà lòi con mắt nó chưa chưa ra được là cái anh ES này mà nó song song với cái mặt này, thầy nói thật sự em như thế. Cái nó không thể nào mà ráng hình dung là thằng này song song với cạnh này hay là thằng này song song với thằng này được, không thể nào được. Mà ở đây chúng ta nhìn này. Chúng ta sẽ lấy một cái trung điểm của BC. Thì giả sử M là trung điểm BC. Chúng ta sẽ nối cái anh B phẩy. Chúng ta sẽ nối cái anh B phẩy. Đây. Chúng ta sẽ nối cái anh B phẩy M. Thấy nó song song chưa? Hai phỉ người chưa? Có phải khi thầy lấy M là trung điểm của BC, chúng ta sẽ nối B phẩy M. Thì các em thấy B phẩy M này nó sẽ như nào so với thế này? Các ở đây chắc chắn chúng ta phải sử dụng là đường trung bình. Chắc chắn là như vậy. Mà để sử dụng đường trung bình ấy thì bây giờ chưa suy ra hai này song song ở đâu mà chúng ta phải chứng minh cái tứ giác này. Đó chính là EM B phẩy S là hình bình hành. EM B phẩy S là hình bình hành. Khi nó hình bình hành rồi thì em muốn suy ra thằng này sẽ song song với thằng này. Mà thằng này song song với thằng này thì khi đó cái thằng EF này nó sẽ song song với cái mặt BC C phẩy B phẩy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì để mà làm được điều đó thì chúng ta sử dụng đường trung bình thôi các em. Đường trung bình chứ không có cách nào cả. Bây giờ các em thấy này, E với M là đường đều là trung điểm, ở đây là trung điểm AC. Thì chứng tỏ EM này nó chính là đường trung bình của tam giác ACB. Mà EM đường trung bình thì EM này nó sẽ như nào? Sẽ song song với AB và đồng thời EM này nó sẽ bằng là 1 phần 2 AB. Có đúng chưa? Em hiểu không? Đấy. Được chưa? Mà trong khi đó chúng ta có là gì? Chúng ta có AB. AB thì lại song song với lại A phẩy B phẩy. Có đúng không? Nên từ đây chúng ta có phải suy ra EM này song song với A phẩy B phẩy. Nghĩa là nó sẽ song song, EM này nó sẽ song song với F B phẩy. Được chưa? Trong khi đó FB phẩy chúng ta, F là trung điểm thì FB phẩy này cũng sẽ bằng 1 phần 2. 1 phần 2 gì? A phẩy B phẩy. Mà trong khi đó AB nó sẽ bằng A phẩy B phẩy. AB thì bằng A phẩy B phẩy mà thằng này thì lại bằng thằng này. Thì chứng tỏ là gì? EM sẽ bằng với FB phẩy. Nhưng mà chúng ta kết hợp giữa hai cái yếu tố này, đây hai yếu tố này thì chúng ta suy ra cái tứ giác MEFB' này chính là hình gì? Đó chính là hình bình hành. Khi nó đã là hình bình hành nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái anh EF sẽ song song với B'M. Mà trong khi đó cái B'M này là con của cái mặt phẳng là BC BC C' B'. Nên từ đây chúng ta suy ra EF nó sẽ song song với cái mặt B C C phẩy B phẩy. Bây giờ chúng ta đã hiểu bản chất để chứng minh câu A của cái câu số 3 này chưa? Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Ừ. Ok. Vậy thôi. Nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu câu 3A là xong rồi nha. Chúng ta nói trung điểm rồi, chúng mình nói hình bình hành là ra thôi. Rất là dễ hiểu. Ở câu B gọi Y là giao điểm của cái đường thẳng CF. CF với cái CF đâu? CF đây. Thằng này chắc chắn là nét nét gì? Nét đứt. Với mặt phẳng là AC'B. AC'B. Thằng này chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ nó chính là nét gì em? Nó chính là nét nét liền này. C'B ở đây cũng sẽ là nét liền. Đó. AC'B. Đúng không? Như vậy Y là giao điểm của CF với mặt phẳng này thì chứng tỏ là ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? Chúng ta lấy ở đây là từ cái C phẩy này chúng ta lấy N ở đây là trung điểm đúng không? Ta nói đây chính là Y này N
trung điểm của AB. Được chưa? Chứng minh rằng Y là trung điểm của CF. Ở đây người ta yêu cầu em chứng minh Y này chính là trung điểm của CF. Nha. N ở đây đó chính là trung điểm của AB nha. Chúng ta gọi nha. Chúng ta gọi N là trung điểm của AB này. Chúng ta nói C'N thì nó sẽ cắt với C, CF này tại Y này. Người ta yêu cầu em chứng minh Y là trung điểm. Thì phần này thầy đã hướng dẫn em rồi. Thì đây, chúng ta xem thầy câu A trước này. Cái hình vẽ câu A nghe em. Còn 40 phút em. 3 câu nhưng mà 3 câu rất chất lượng. 3 câu rất là dài. Mặc dù thầy đã in sẵn rồi đấy. Chứ nếu mà thầy ghi nữa chắc 3 bài này phải làm phải 90 phút. Nếu mà thầy ghi á, vừa ghi vừa vẽ hình á thì nó phải là 1 tiếng rưỡi 3 bài này. Chắc chắn là như vậy. Rồi ok, ta sang câu B. Đây em, câu B thì giải cho các em này. Gọi N ở đây là trung điểm của AB nha, giống như nãy thầy đã vẽ đó. Ta nói lại thì nó sẽ cắt ngang tại Y. Rồi. Ở đây chúng ta có tiếp theo này. Gọi N ở trung điểm AB. Nha, chúng ta ghi phần tiếp theo ở dưới này này. Không phải quá lo đâu, không phải quá lo là khi mà chúng ta không những cái câu này, những dạng cơ bản này chúng ta ít nhất phải chứng minh được này, cái đường thẳng song song mặt phẳng này thì chúng ta phải chứng minh như thế nào, phải chứng minh được chùm thầy là hai mặt phẳng song song này chúng ta phải chứng minh như thế nào, hoặc là chứng minh giữa hai đường thẳng song song, hoặc là chứng minh dựa vào đường trung bình này, ta lết đảo này, lết ta lết trọng trọng tâm rồi đó, thì chúng ta cần phải phải nắm những kiến thức chắc những phần đó. Khi mà chúng ta làm trắc nghiệm á, nó không đến mức mà những câu như này đâu em. Thực sự nó thế, nó những câu cực kỳ đơn giản thôi, nên em cứ yên tâm nha. Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài cuối cùng là bài số 6 em nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh đẹp luôn.